20. Phẩm thắng ý lạc Lại nữa thiện hiện nếu các Bồ Tát với ý muốn thủ thắng, cầu chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ đề, thì thường nên gần gũi, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi bạn lành chân tịnh. Bây giờ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn những ai là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Phật bảo thiện hiện, chư Phật đều là bạn lành của Bồ Tát. Nếu người nào có thể tuyên thuyết bát nhã và làm mật đa sâu xa, dạy bảo truyền trao cho các chúng Bồ Tát, làm cho ngộ nhập pháp môn sâu xa bát nhã và làm mật đa, cũng được gọi là bạn lành của Bồ Tát bố thí tịnh giới an à, nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã bà là mật đa nên biết cũng là bạn lành của bồ tát như vậy sáu pháp bà la mật đa là thầy là bậc dẫn đường là ánh sáng là bó đuốc là sự rực rỡ là sự sáng soi là nhà cửa là sự hộ trì là chỗ quay về là nơi hướng đến là hòn đảo là cồn bãi là cha lành là mẹ hiền của các bồ tát chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều nương sáu pháp ba la mật đa mà được thành tựu sự nghiệp công đức. Vì sao vị sáu pháp ba la mật đa như thế có khả năng thu nhiếp hộ trì khắp tất cả Phật pháp? Thế nên này thiện hiện nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề thì nên học sáu pháp ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn học sáu pháp ba la mật đa, thì nên trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, quán sát nghĩa lý kinh điển bát nhã và làm mật đa sâu xa cầu xin xác quyết điều nghi ngờ vì sao vì kinh điển bát nhã và làm mật đa sâu xa này có thể làm tôn chỉ làm người dẫn đường làm mẹ sinh đẻ nuôi dưỡng cho sáu pháp và làm mật đa hiện hiện nên biết nếu các bồ tát muốn được hạnh không theo người khác chỉ dạy Muốn trụ bậc không theo người khác chỉ dạy, muốn dứt nghi cho tất cả hữu tình, muốn mãn nguyện cho tất cả hữu tình, thì nên học bát nhã và làm mật đa sâu xa như thế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn bát nhã và làm mật đa sâu xa lấy gì làm tướng? Phật bảo thiện hiện bát nhã và làm mật đa sâu xa lấy vô ngại làm tướng thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn có nhiều nhân duyên nên bát nhã và làm mật đa sâu xa có tướng vô ngại. Tất cả các pháp khác cũng có được chăng? Phật bảo thiện hiện, có nhân duyên nên bát nhã và làm mật đa sâu xa có tướng vô ngại. Các pháp khác cũng có thể nói là có. Vì sao? Vì tất cả pháp đều như bát nhã và làm mật đa sâu xa là không viễn ly cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp đều là không viễn ly thì tại sao hữu tình có nhiễm có tịnh vì sao vì chẳng phải pháp không viễn ly có thể nói có nhiễm có tịnh chẳng phải pháp không viễn ly có thể chứng bồ đề